Chào cả nhà nha. Nói chung là Hiền đi ra sông Hinh thì không biết là cái gì quay, xong cuối cùng là tìm được một cái thác. Nghe nói cái thác này là cái thác gì á, là cũng không biết là ở sông Hinh, nhưng mà của khu du lịch Mỹ Dung cái gì đây. Đây là thác này tên là Đa Tăng phải không biết ấy. Đây đây Hiền à. Hiền à. Đấy nghe tiếng xe tiếng 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 thác không mà mọi người. Đây, Mỹ Dung gì đây? Đã Hiền vào. Không biết là thác này hay là trên kia nữa. Đấy. Thôi đó thì Hiền vào Hiền khám phá thử là cái thác này có cái gì đẹp không nha cả nhà nha. Lối đi vào là đường bê tông ô tô tận nơi. Nhưng mà để đi xuống này thì là có một cái lối đường là đường tự nhiên thôi. Cái khu này cũng còn đang làm, mới làm đầu tư du lịch hay sao á. Cũng có cái chòi đây nè. À, làm vlog mà phải tìm những cái gì hay đẹp quay cho cả nhà cùng xem, để ủng hộ chia sẻ kênh cho Hiền nha. Những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam. Đây ở đây chắc mấy cái chòi này để quán nhậu hay sao á, còn không biết cái thác là đi về đâu. À, sao không thấy ai phục vụ gì trời, cái rẫy vắng quê vậy nè. Hay là chỗ này chưa phải cái thác cũng không biết, nhưng mà thấy nó chảy suối chảy ào ào đây nè. Đây đẹp đó nha mọi người, trời ơi, khu này chưa có ai hoạt động. Ồ chắc khu này chỉ là cái khu mà họ bán nhậu thôi chứ chưa phải cái thác đâu. Chắc cái thác là mình phải đi lên nữa. À để Hiền gọi xe, gọi anh tài xế anh đi lui lại để lên, đi lên tiếp á nha cả nhà, chứ không phải đâu. Cái này là cái quán nhậu thôi, mình vô lộn rồi. Ôi giời, tôi đi lộn chỗ, lộn qua cái quán nhậu chứ không phải khu du lịch thác. Trời, giờ phải cút bộ lên con dốc nữa nè. Đây trời ơi, khu sinh thái Tân Phú gì đây. Đờ Đắc Thác Đờ Rắc Tăng, Thác Đắc Rắc Tăng, chết rồi. Vậy là lộn rồi. Hiền đi là Hiền đi thác Hali mà. Thôi, vô đây lỡ quay đây đi. Trên đường Hiền đi vào đi từ sông Hinh lên Đắk Lắk á thì sẽ ghé cái thác Hali. Cái thác đẹp lắm. Nhưng mà vô lộn là vô lộn, cái thác này là thác Đắc Tăng rồi. Thì thằng lộn cũng quá. Trời ơi, khu này chắc gì sao nó buồn. Ai nghe tiếng thác suối đây. Khu này cũng khai thác du lịch nhưng mà cũng còn hoang, còn còn nguyên sơ lắm đó nha mọi người. Thấy cạo quá chiếc xe mình ở đây không thấy à. Ơi có cắn không vậy trời. Thôi mình cứ đi vào đi. Thì có gì mình quay nấy. Cả nhà nhớ xem ủng hộ chia sẻ kênh cho Hiền. Những điểm du lịch đẹp Việt Nam. Những cà phê đẹp Việt Nam nha. Đây là đây hình như cái chiên, cọng chiên gì nè. À đây 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 cái chiên cái gì nè. Tiếng ồn ha, ấm ghê, tiếng chiên này ấm không mọi người. Rồi cả nhà biết không, nói chung là bây giờ là Hiền quay thì không có cái chủ đạo gì đó cả nhà. Thật sự á, Hiền cứ gặp đâu quay đó. Thành thử là bây giờ là Hiền phải vào hỏi ở trong cái chỗ nơi mà chắc là của cái công ty một gì đây, là họ có cái nhà. Họ có cái nhà là họ kinh doanh đỡ, giống như chắc là địa điểm Đón Khánh check-in đó. Là hình như vậy, nhưng mà có vẻ là khu này thì mới vừa hoạt động hay sao, có vẻ là vừa mình thấy cũng cũng đang xây xây dựng dang dở thôi. Nhưng mà dù dang dở hay là gì thì Hiền cũng có review cho cả nhà cùng xem luôn nha mọi người nha. Mọi người nhớ ủng hộ đăng ký kênh cho Hiền, những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam.
đời sống vui chơi giải trí. Rồi thế thì Hiền vào đây luôn là Hiền. Đây có hai bạn chỗ đây. Anh chào em ạ. Anh xin lỗi anh quay vlog, anh có thể quay được em không? Dạ có. Rồi, rồi, rồi. Anh xin hỏi nè, bây giờ là anh đang đi tìm cái thác Heli á, Heli gì đó. Mà trên đường anh đi từ Phú Yên qua Đắk Lắk là anh ghé thác Heli. Nhưng mà anh lạc vô đây là cái đây là cái thác anh thấy là không phải là Heli, là cái thác này là thác gì vậy? Dạ, đây là thác Drai Tăng. Anh xin lỗi, đỡ cho em nghe cho nó dễ nha. Em kẹp lên anh nghe được không? Rồi em kẹp vào giúp anh nè. Thác này là thác gì em? Dạ, đây là thác Drai Tăng Tâm Phú Minh ạ. Địa chỉ là ở Buôn Ly. Buôn Ly thuộc Ê Choi là của huyện nào? Huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên ạ. Cái này là thác này vẫn còn ở Sông Hinh Phú Yên. Cái là trên đường Hiền đi thì nó trên đường Hiền đi cái tiếng này rẽ, Hiền bị rẽ lộn qua đây. Còn thác Heli là trên đường chính luôn đúng không? Dạ đúng. Rồi. Thôi thì lỡ vào đây rồi cả nhà thì ở đây thì anh hỏi luôn là ở đây thì mình có cái gì dịch vụ như thế nào, có cái gì ông em trong cái khu này gọi là du lịch gì không? Dạ hiện tại ở em đây là làm một khu du lịch. Sắp tới sẽ là triển khai ở đây khu du lịch rất là lớn, sẽ đón những vị khách ở trên toàn Việt Nam, tất cả các tỉnh rồi. Về đây du lịch. Rồi, thôi thì cũng nói tiện anh cũng nói luôn là anh làm kênh những điểm du lịch đẹp Việt Nam. Vậy là nói chung là không biết là may mắn cái duyên đấy. Anh làm kênh những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam thì thôi có gì em ủng hộ chia sẻ kênh cho anh nha. Và nói thêm, còn đây bạn này cũng là Lỡ Tăng luôn không? Bạn này xong, bạn này là hai em bao nhiêu tuổi được không? Anh hỏi thử em, bạn hai bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 23 tuổi. Là 2000. Dạ. Còn bạn này? Còn em thì 2005 ạ. 2005, dạ. Tiếng bạn này nói giống như là tiếng đồng bào đúng không? Dạ, em là người đồng bào dân tộc ED ạ. Em đồng bào hay là? Dạ em là người Kinh ạ. Em người Kinh, còn bạn này là ED. Dạ. ED 20 205 là bao nhiêu? 20 về 17 tuổi. Trời chết, tôi mới ở Cao Bằng về tôi coi luật ấy. Bạn có gia đình chưa? Có rồi. Trời, ED 17 tuổi có gia đình rồi. Thôi bỏ đi kênh của Hiền không có nói chuyện này. Thôi anh cảm ơn em nha. Có gì rồi thì sẽ anh xin review nha. Thôi nói chung là mình giờ hiểu ra cái sai của mình rồi đó. Làm thì nói chung là Hiền có không có đạo diễn, có biên tập, có gì quay nấy nha cả nhà ơi. Nói thiệt đây, nói chung là đẹp là quay thôi mọi người. Bây giờ Hiền đang đi xuống này nè, đi xuống thác nè. Bây giờ là cái này mọi người nghe ồn ào khỏi nhạc nha. Đấy, nghe tiếng thác chảy, nước chảy rồi đấy cả nhà. Trời ơi, đi. Wow, đẹp lắm cả nhà ơi. Ôi trời, sao nó mục mọt ở đây mà nhậu nhậu siêu siêu. Quá đẹp lắm nha cả nhà nha. Quá đẹp luôn, nó có một cái lối riêng nè. Nó có một cái lối riêng đi nè. Rồi nó có cả cái thác này, nó gần gần giống như thác Nhân Bay của tỉnh Khánh Hòa đấy. Đấy. Ồ, Hiền đứng trên này, đỡ Hiền quay thêm những cái gì, nó rất đẹp. Đẹp, nghe tiếng thác là nó đẹp. Ôi, nghe đây nè. Vào đây là quên hết tất cả mọi chuyện, quên hết mọi cái gì, hết ưu phiền. Đấy, đó là đúng như bài hát á. Nhiều khi ta muốn tìm về chốn yên bình, nơi này chỉ có nghe suối thác thôi. Và chắc là cuối tuần sẽ có những gia đình hoặc là có những người họ sẽ đi chơi vào cái khu này. Đây, họ sẽ đi chơi vào những khu này là họ sẽ quay phim, chụp hình, check in sống ảo ra đây. Nhiều lắm, những cái chòi này, họ làm những cái chòi cái kinh doanh đây nè. Đây để Hiền tìm cái đường đi xuống đây, Hiền qua Hiền xem có cái gì đẹp hơn nữa không. Nguy hiểm quá. Đây. Drai Tăng ở Phú Yên. Và hiện gì đó của gần đây là trong này có một cái buôn làng ED nha mọi người. Đấy. Mà nước đổ mùa này là đổ hùng vĩ lắm nha. Đấy. Đấy, nghe nó gầm rà gầm gừ ấy. Thôi nói chung là Hiền quay rút kinh nghiệm quay của vừa rồi, có cái anh gì đó anh quay cái thác gì, cái thác cái suối gì ở ngoài ấy, anh tụt chân nó ra nước sâu lắm, thành ra Hiền cũng không dám lội ra mạo hiểm hơn nhiều đâu. Đây. Thác nó là như vậy đó mọi người. Hiền đang đứng ngay trước cái họng thác đổ xuống luôn ấy. Nhưng mà Hiền quay tiếc cái là nó bị ngược nước, ngược nắng á mọi người. Để Hiền tìm cái
cái vị trí nào quay cho rõ hơn. Nó đang ngược về hướng Tây, nước từ hướng Tây đổ về. Đẹp, đẹp quá đẹp. Rồi ông Tài, ông quá gớm chưa, coi chân cẩn thận á. Đợi con lái chở tôi về cha nội ơi. Không tưởng tượng được, không tưởng tượng được mọi người ơi, đẹp lắm nha mọi người ơi, ở trên cao nguy hiểm lắm. Đấy, trời ông Hà tài xế ông sống ảo kìa, đi vô trong giùm tôi cái, trời ơi tôi quay tôi còn sợ nữa nè. Đẹp lắm nha cả nhà. Cả mỗi thác có một cái hùng vĩ riêng nha. Hiền đã quay thác Nai ở Hà Giang và bây giờ Hiền đã quay tiếp được cái thác này là thác của của sông Hinh. Đã như bạn đã nói đấy, có một dòng nước riêng nè. Quá đẹp luôn. Đấy, bây giờ bên kia suối thác nhỏ nữa, vừa rồi là thác Bản Dốc nữa. Nói chung là Hiền quay quá nhiều và Hiền sẽ muốn kiếm nhiều cái địa điểm đẹp hơn để cho cả nhà cùng xem. Rồi cả nhà biết không, trời ơi thác này nó nguy hiểm lắm. Nó quá nguy hiểm luôn mà nó đẹp. Mọi người ơi. Đây nè. Đấy. Ô trời ơi. Quá đẹp luôn nè, đẹp lắm. Nói chung là cả nhà xem nhớ ủng hộ đăng ký kênh cho Hiền nha. Những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam, nói chung là Hiền sẽ cố đi và những cái điểm đẹp hơn và những cái clip nhiều hơn cho cả nhà cùng xem. Thôi thì nói chung là Hiền sẽ khám phá tiếp, ngoài cái thác này Hiền sẽ khám phá tiếp cái gì nữa không nha. Đấy, Hiền đang quay là ông anh, ông bạn, ông quay giùm cho Hiền thêm cái cảnh kia. Đây mọi người nhìn nè. Rồi. Thank you.
Thôi thôi, nói chung là đi không như ý muốn, nhưng mà cũng cũng vô tình là cũng gặp cái thác đẹp rồi quay cho cả nhà cùng xem. Cũng có kênh quay cho cả nhà xem, nhớ ủng hộ đăng ký kênh Hiền nha. Rồi đây để Hiền chào lại hai bạn này. Bạn rồi anh cảm ơn em nha, anh cảm ơn hai bạn cho anh trải nghiệm quay trải nghiệm cùng cả nhà để mà xem cái thác gì đa đa gì quên rồi. Rồi đây Tăng cảm ơn em nha, hẹn gặp lại Phú Yên một ngày gần nhất rồi, và mọi người thì sẽ nhờ 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 Hiền cố gắng quay để cái mọi người biết đến cái địa điểm mới để mà đi du lịch rồi khi đến với Phú Yên hoa và xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh. Anh cảm ơn em nha. Cả nhà biết cho mình làm kênh thì mình chỉ đi quay á, thì nói chung là không phải mình phải buộc lên kế hoạch, có những cái không lên kế hoạch thì đôi khi lại gặp cái đẹp ấy, còn có những cái mình lên kế hoạch mình quay lại mình lại là không được như ý. Đây gõ mấy tiếng chiêng nữa là rồi đi về nè. Hồi nãy ED chiêng này chiêng ED à, có khi nào mình lên mình đây này chiêng họ sưu tầm của đồng bào. Đẹp phải mọi người, tiếng chuông này nghe hay nè. Thôi nói chung là Hiền xin dừng video clip ở đây nha, hẹn cả nhà trong video clip tiếp theo nha. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho Hiền những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam. Hiền sẽ cố gắng quay nhiều hơn. Bây giờ quay quay thì cũng khó khó tìm những cái đẹp mà những cái họ các bạn YouTube khác quay hết rồi á mọi người ạ. Nhưng mà quay theo cái trải nghiệm của Hiền thôi.